Bán súng bên mình suốt lứa tuổi 20 chưa ngắm mắt xanh của một người con gái. Dư chú cùng tình yêu với nghệ thuật cải lương, một cơ duyên đã đưa chàng trai này trở thành con nuôi của một nghệ sĩ đơn ca tài tử tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, niềm đam mê cải lương đã được chấp cánh thêm. Bên cạnh công việc chính là một diễn viên lồng tiếng, anh là Võ Công Lập, 25 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Cũng nghe cải lương từ nhỏ. Lý do là tại vì ba là người đờn cải lương. Nhưng mà ba thì không có dạy hát hay dạy gì hết. Ba chỉ nói đi theo cái ngành chi khổ, con chỉ lo học thôi. Nhưng mà từ đó là nó đã thấm vào máu mình từ nhỏ. Mỗi lần chỉ mở tivi lên là nghe thấy cải lương là chỉ để nó coi suốt. Và từ đó nó thấm vào trong người cho đến cả tận bây giờ. Lập đang ở đây với ba nuôi. Hiện tại thì Lập đang tham gia cho lồng tiếng, cho một cái group mà lồng tiếng. Từ nhỏ tới giờ Lập luôn thắng, luôn chiếm vị thế của tôi. Xin chào, đây là chỗ làm việc của Lập. Hằng ngày cứ 8 giờ sáng thì Lập đã có mặt ở đây cùng với tất cả anh em đồng nghiệp để mà mình làm cái nhiệm vụ là lồng tiếng. Cũng có một nghiệp mai là cái ông anh ở làm mình công ty này thích cải lương. Cho nên nhiều khi Lập làm việc căng thẳng quá, mày hát một câu cải lương cho anh nghe. Thỉnh thoảng trong công việc thì có nhiều lúc bị stress. Thì bản thân của mình thì cũng rất là thích giọng cổ. Cho nên nhiều lúc Lập hát vài câu giọng cổ thì làm cho anh em có hứng thú làm việc nhiều hơn. Trời ơi, đau đớn cho ta cả một đời sống vì dân vì nước. Có những người trong gia đình này thì có những em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Cho nên là em chắc cũng chưa nhận biết sâu sắc về cái nghệ thuật này. Nhưng có đôi lúc á, mình hát có một câu nó thấy lạ thích thì nghe khen. Ở nhà anh Lập thường hay hát lắm, lúc nào rảnh rỗi là anh hát à. Con nghe con cũng thấy thích lắm. Con thích nghe là hát lắm. Tại em có nghe là hát nhiều á, con không học được bài. Ai đành 6 câu đã có lời mời. Và sắp tới các em của Công Lập sẽ thấy nhớ tiếng hát của anh mình, bởi Lập bận tham gia diễn xuất trên sân khấu của chương trình Ai Đành 6 Câu cùng các nghệ sĩ mà mình yêu thích. Dạ, thật sự đó là một điều mơ ước của em bấy lâu nay. Muốn được diễn và muốn được diễn cùng với những người nghệ sĩ tiền bối đi trước. Cho nên em rất sẵn sàng. Như vậy, Võ Công Lập cũng là thí sinh tiếp theo của Ai Đành 6 Câu. Anh sẽ diễn một trích đoạn trong vở cải lương Đời Cô Lựu. Nghệ sĩ lồng tiếng nha, là cái chất giọng này là vừa mới nghe là mình nghĩ là ca hay rồi. Tại vì cái hơi, cái chất giọng của Lập á rất là trầm ấm nữa. Khi mà nói là ba đờn mà lại không đi theo nghề, là bảo là thôi con ơi cứ lo học đi, đừng có theo nghề, con cảm thấy tiếc uổng hết sức luôn. Ba hồi đó phải phấn đấu, phải tranh đấu, ba ơi phải cho con học. Vì ba cho thì bây giờ là thành nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi đúng không? Đâu phải là bây giờ là ngồi là thí sinh nữa đâu. Uổng chưa? Uổng không? Phải học tập chị Phượng Loan đó. Chị Phượng Loan hồi đó là cũng bị cấm dữ lắm đó. Mà phải tranh đấu, 13 tuổi thôi, dứt quát là con phải đi hát. Đó bây giờ thành mới thành nghệ sĩ ngồi đây nè. Công Lập không có đến với nghề, không có cái duyên mai để gắn bó với cái nghề chuyên nghiệp. Nhưng mà cũng đã có được cái nghề chuyển âm. Một cái nghề lồng tiếng có thể nói rằng đó là hay một đó, trong những cái bộ môn hiện nay đòi hỏi phải có cái sự năng khiếu này, nhạy bén nữa. Rồi cái nhạy bén nữa, bởi vì qua những cái hình ảnh mà có chất mà giọng mình tốt nhìn làm thấy được trên màn ảnh rồi mình lồng lại cái tiếng, nhất là hay những lắm. Cái hành động của những cái hỉ nộ ái ố, những cái tình huống đó, cái tính cách nhân vật đó giúp cho mình nhiều lắm trong cái diễn xuất. Và bạn có một cái máu đam mê diễn xuất cho nên bạn mới đến với cái nghề chuyển âm được. Hy vọng rằng là với cái lòng yêu nghề, say mê từ nhỏ, mặc dù 13 tuổi thì người ta cấm yêu, nhưng mà riêng 13 tuổi cháu đã yêu rồi. Phải không? Mà yêu cải lương chứ không phải là yêu bò. Và bây giờ xin mời quý vị hãy theo dõi cùng chúng tôi lớp diễn mà Công Lập sẽ hóa thân vào một nhân vật trong tác phẩm Đời Cô Lựu, bên cạnh sự hỗ trợ diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Như đã bật mí ở phần trước,
anh chàng lồng tiếng công lập của chúng ta sẽ được ghép đôi với nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Nhưng điều băn khoăn nhất của cặp đôi này khi luyện tập với nhau không phải vì giọng ca, cũng không phải vì tài năng diễn xuất, mà lại là vì một lý do rất đáng yêu. Khi gặp bạn diễn này quá trẻ đi. Trong khi đó vai chồng mình thì là chị có hoảng không? Có hoảng chứ, tưởng đâu là đóng vai Luân thì còn cách phát âm như cỡ tuổi trẻ này thì dù sao nó cũng dễ hơn. Nhưng mà đóng cái vai Thành đó thì một cái vai diễn rất là khó. Nghe chị Phương Hằng rất là nhiều, nhưng mà không có nghĩ tới cái chuyện mà là đứng chung để mà diễn chung với chị Phương Hằng. Đóng vai chồng nữa thì lại càng khớp hơn nữa. Với lại cái số tuổi nó bị chênh lệch mà mình đóng vai chồng thì không biết làm sao thể hiện đây. Mình say lắm. Em nghe tin mình về, chưa kịp giáp mặt với nhau, Em có lỗi với mình nhiều lắm. Gặp tôi hay không gặp tôi thì cô cũng có lỗi gì đâu. Hôm nay với cương vị bà hội đồng, cô còn đến đây làm chi nữa? Có vẻ như sau quá trình dập vai, giới công lập bây giờ trước mắt anh chỉ là một cô lù đáng thương mà thôi. Điều kỳ diệu của sân khấu cũng là cho con người ta có thể trải nghiệm một khoảnh khắc của một cuộc đời hoàn toàn khác. Đam mê nghệ thuật cải lương thì cũng rất là đam mê từ nhỏ rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để mà mình thể hiện. Hôm nay cũng nhờ chương trình 206 câu đã tạo điều kiện cho em để được lên sân khấu và được diễn chung với những nghệ sĩ, những lớp đi trước, những người nổi tiếng. Cố gắng hết sức và mình làm cái gì có thể. Giống như mình có bao nhiêu sức lực thì mình cứ đưa ra hết. Cơ hội chỉ đến với ta chỉ có một lần, cho nên em sẽ cố gắng hết sức mình. Nhiều khi đây chỉ là một cái cơ hội và cái đòn bẩy nó sẽ bật mình lên cao hơn nữa thì sao? Ước mơ không tốn tiền. Nhìn công lập lúc này có vẻ đã rất sẵn sàng để hóa thân thành nhân vật Võ Minh Thành rồi đây. Hãy cùng chờ đợi phần tiếp theo của chương trình. Trích đoạn 3 là phần sau cuộc nổ súng. Kim Anh đem đồ tư trang đi cầm để giúp mẹ. Chồng cô biết chuyện, nghi vợ ngoại tình với Minh Luân nên bắn anh. Minh Luân được đưa vào bệnh viện. Cô Lựu đến thăm con và gặp lại hai Thành. Đây cũng là phần mở ra bi kịch cuối cùng. Sau đó Minh Luân đâm chết Hội Đồng Thăng. Kim Anh phát điên. Cô Lựu cho rằng mình là nguyên do mọi tội lỗi nên nguyện cắt tóc đi tu để sám hối. Nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng trong vai cô Lựu và thí sinh trẻ Võ Công Lập vai hai Thành. Về chưa kịp giáp mặt với nhau, em có lỗi với mình nhiều lắm. Gặp tôi hay không gặp tôi thì cô cũng có lỗi gì đâu. Nhưng hôm nay với cương vị bà hội đồng, cô còn tới đây làm chi nữa? 19 năm qua, tuy bạc phước vô phần, nhưng đối với con, em vẫn là mẹ. Dẫu hồ tan kêu rã, nhưng đối với mình, em vẫn là vợ. Ngày đó tôi bị người ta lôi tôi ra khỏi nhà, tống đầu tôi vào khám đường tối tăm bẩn thỉu. Còn cô thì ngang nhiên bước vào một tòa nhà lộng lẫy cao sang. Kể từ đó tôi phải ăn cơm hầm cá ương, còn cô thì nếm toàn là cao lương mỹ vị. Hai tay tôi thì bị gông cùm xích sắt, còn ngược lại tay của cô lại đeo chuỗi ngọc xuyên vàng. Ừ.
Mình ơi, mình có hiểu cho thân phận của một người đàn bà có chồng bị bắt vì tối làm quốc sư, nhà tan cửa nát, tấm thân vất vả bơ vơ. Ai dám chơi vợ của một tội nhân, ngủ trọ một đêm, ăn nhờ một bữa cũng có, còn chi là chuyện dây mượn bạc tiền. Lúc quá tuyệt vọng, em nghĩ mình chỉ còn có cách là quyên sinh. Nhưng Luân ơi, con còn nằm trong bụng mơ thì làm sao mà có quyền được chứ. Nhưng mà 19 năm rồi cô đã làm được gì cho chồng, cho con của cô chưa? Còn tôi, 19 năm tù ngoài cô không đảo, hàng ngày tôi phải chịu đựng biết bao nhiêu là đồ trôi tuổi nhục. Cô có còn nhớ chiếc khăn này không? Chiếc khăn này là cô đã tròn cho tôi ngày mà người ta bắt chồng phải lìa xa vợ. 19 năm trời tôi luôn giữ nó bên mình, nhưng tại sao mối tình tôi luôn giữ mà cô lại đánh mất nó đi? Lời nói đau như kim châm mũi sơn. Mình ơi, dù biết rằng lỡ bây giờ không còn là lỡ của ngày xưa nữa, nếu như cô lỡ ngày xưa để cho mình thương yêu, mình quý trọng, thế lỡ bây giờ chỉ để cho mình trách mắng rẻ khinh. Đời với con nó đã mặc tình theo bóng chim tâm ca, đối với chồng thiên nó cãi giá, cho nên nó mới nghe lời. Nhưng mình ơi, cô lỗ cãi giá là nó phải nuốt nước mắt vào tim để rời mình cũ mặn nồng em à. Để sang sống giữa cơn lốc đảo điên nghiệt ngã tới bờ. Dòng nước xoáy mà chẳng chế hận tối cuộc đời, mong trời quang mây tận để thuyền xưa về bên cũ. Nhưng ai còn ngờ bên mới đã làm cuộc sống từ lâu. Nước mắt không rơi bớt được cơn sầu, cũng không đổi được cái án tù ngoài. Khi tùng bách ngửa nghiêng vì bão cát mông ba, thì dây cát đằng cùng rời thân rũ la. Sông là phải đoạn
đường vì kẻ ném đá dấu mờ tay của bọn nhà giàu nhiều kế mưu hãm hại người nghèo thế cô nhân thương ai qua đổi thật thà trước canh tình giả nghĩa giả nhân nên cuối cùng đành lỡ bước xa chân. Mình ơi em cắn răng gánh chịu mọi đắng cay tuổi dục bao nhiêu năm dài đắng đằng là cũng chỉ mong mỗi ngày xuân hợp kể lễ với nhau những hoa quấn trong lòng. Quá thương chồng không cảm suy kịp nghĩ, em đành cảm mang tiếng là kẻ của chồng. Mình bị ác quá cửa nhà ly tan, muốn lo cho mình nhưng biết cái giờ ai. Thân đôi nghèo quyến thuộc lánh xa, hàng xóm dỗ thương sợ tay bay giả gửi, chỉ có ông hội đồng đỡ nâng xong tôi cành khốn cùng em đành giá nghĩa để đường ơn. Cảm ơn cô. Cô nói là cô thất tiết là để giải oan cho tôi. Không đâu cô à. Xong rồi hải đảo Côn Lôn tôi đã học được nhiều bài học. Nào là biển cả mò trái rừng sâu đúng cùi. Bao nhiêu năm qua đã thay đổi quan niệm của tôi. Nhưng khác tên cô là từ ao tù trường giả cô mới nhìn lại cuộc đời. Tôi không còn tin cái bọn chủ điền vào lòng nhân đức với người ta điền nghèo khổ nữa đâu. Hôm nay gặp lại cô cùng giáo tâm sự, tôi quả quyết là chuyện ngày xưa không phải là tai nạn của tôi hay là vì phần số của cô, mà đó là cho hai chồng cướp vợ lâm chiếm đất đai của bọn ác bá cường hào. Mình ơi, mình nói với em như vậy có lẽ mọi chuyện vừa qua đều do ông hội đồng sắp đặt hết phải không mình? Tội ác của nó ở đây cũng như là tội ác của trăm ngàn thằng ở nơi khác. Trời ơi, vậy mà. Thôi đi cô à, trắng đen đã rõ như ban ngày. Cô khỏi tốn công tìm duyên cơ. Dù lỗi ấy do cô hay là tội lỗi của tôi, hoặc là hoàn cảnh ở đâu đưa đến mà cô không chịu biết. Nhưng tôi không phiền trách cô đâu. Không. Thôi thì niềm ẩn ai hết mong ngày nói lại. Thì kể từ đây tôi với cô đành cam đứng đoạn tơ lòng. Nhưng tôi chỉ tiếc một điều là giọt máu rơi bên cạnh một người mẹ đang thảnh thơi trong chiếc áo bà hội đồng. Nếu không nhờ có anh em giúp tôi vượt ngục trở về thì thằng Luân suốt đời phải chịu coi cúc bơ vơ. Trời ơi, à,
thể nói là xúc động lắm khi mà xem lại cái lớp diễn này. Trước đây thì cái lớp diễn này đã từng được các nghệ sĩ tài danh thế hệ trước thể hiện rồi. Và có thể nói lần đầu tiên Thanh Hiệp cũng xúc động với sự diễn xuất của chị Phương Hằng bên cạnh một cái thí sinh mới mẻ lần đầu tiên dám cả gan đóng vai ông Võ Minh Thành bên cạnh cô Lụ Phương Hằng. Tôi ngán ngào. Có cái tật hãy làm thinh là quá đồng ý. Có điều tôi ngồi tôi với nói với Phượng Loan tức là rất cảm ơn. Thường thường tại vì cái lối diễn của Phương Hằng là nó quá nhuyễn, quá tinh tế rồi. Thí sinh mà lơ tơ mơ đó là không theo được cái cảm xúc. Nhưng ở đây cháu hoàn toàn không, ngồi theo dõi thì không thấy cháu buông lúc nào cả. Con người ta nếu mà gọi là diễn giỏi đó hả con? Diễn không giỏi đó là dễ buông. Chỗ nào bà diễn thì bà cứ diễn đi, tôi không diễn tôi nghỉ. Nhưng mà cháu không có cái đó. Cháu như thế là cháu theo dõi từng cái câu ca, từng cái nét diễn mà tôi đã dùng cái từ là tinh tế. Có thể từng cái hơi thở, từng cái tiếng nấc của cô Lộ. Mà cái đó là cái rất cần. Cái rất cần. Bất cứ tụi tôi diễn viên chuyên nghiệp là đã rất cần cái điều đó. Vì cái đó nó hỗ trợ cho nhau mà. Cũng như lúc nãy chị Phương Loan có cái cặp trước. Tức là nói cái cặp mắt, người ta gọi là con mắt là cửa sổ tâm hồn. Cho nên khi mình nhìn vào mắt nhau, nó bạn diễn mình cái cảm xúc như thế nào thì nó nâng cái cảm xúc của mình lên rất là ghê. Cái miệng nói ào ào vậy chứ không nói nhiều bằng cặp mắt. Thì cháu như thế, cháu có một được điều tức là cháu theo hết rất tức không sát. Bị đứt yeah. Không đứt một khoảng nào. Cho nên mặc dù cái phân đoạn đó vậy mà tôi hết hồi nào tôi không hay. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là về nghề nghiệp mình không nói, vì là cháu là thí sinh, đã gọi là thí sinh có nghĩa là lần đầu diễn. Về tuổi tác mà nói thì nó cũng Phương Hằng lớn hơn cháu nhiều, nhưng mà diễn mình thấy nó không có một cái, nó không có nhìn thấy Phương Hằng là Phượng Mằng, Hằng Công Lập là Công Lập, mà chúng tôi nhìn thấy đây là một sự kết hợp Võ Minh Thành và cô Lụ. Và khi mà tập qua thì con nghe cái giọng của em rất là phù hợp, rất là rõ ràng, cho nên con cũng có yên tâm. Và cũng có đôi chút là Lập á, diễn với con tập mà không dám lại gần con. Con nói em nên bỏ cái tên Lập ở trên cái sàn diễn này đi. Em cứ nghĩ là em là Võ Minh Thành thì mới gần gũi với cô Lụ được, thì mình mới là sống thật cái nhân vật. Và hả, khi mà phải đến gần mà khi chị diễn á, chị hát thì em phải nhìn từng cái chữ của chị và chị nhìn em, như vậy nó mới không thấy mình nó trơ trên sân khấu. Có một cái điều mà tôi tiếc, cái này thì cũng góp ý thêm thôi, thì không phải là bắt bẻ gì bạn. Cái khăn rằng á, ông Thành ổng nâng niu lắm, cho nên là nó phải dò nhầu đi nữa kìa. Chứ này nó có nghĩa đạo cụ đưa bạn sao thì bạn diễn y vậy. À, không? Có thể rách đó. Có thể rách hoặc là nó nhầu, tại vì ổng mấy chục năm ổng ở ngoài Côn Đảo mà. Bao lâu cái thời gian đó để ổng có thể nâng niu cái đây là khó cái... quá Hiệp ơi. Không, em chỉ nói đây là cái mong ước để của ý, em để cho các bạn hiểu tại sao cái ca lương mình cần những cái đó. Riêng tôi thì tôi nghĩ là nếu mà góp ý thì có lẽ là Thanh Hiệp góp ý với tôi. Ví dụ như tôi hát ở chỗ đó mà nếu tôi không làm đó là góp ý tôi. Còn đây ta là thí sinh mà. Không thí sinh nhưng mà thí sinh không? Không thí sinh là mà qua cuộc thi cuộc chơi này thì mình phải nói để khán giả hiểu hơn về cái nghề mình. Nói là đây là từ đầu tiên là Phượng Loan đã nói với Lập rồi đúng không? Đây là lợi thế hẳn hoi là Lập đã là một diễn viên lồng tiếng, cho nên là hằng ngày đều xem người ta diễn bao nhiêu đó đủ rồi. Ta khóc, người ta cười, ta làm gì đó vô trong mắt hết trơn, nó nắm ở trong nằm lòng rồi, thành ra là cái vốn rất là lớn rồi. Thành ra khi mà ra cái dân vật này đó, từ lời thoại cho đến ánh mắt tớt tần tật không chê vô đâu được hết trơn. Tôi không kiếm được cái chỗ nào để chê nhà giàu đấy, không giàu lắm luôn đó, nhà giàu. Chú chỉ tiếc có một cái vậy nè, ba ông nói đúng á, mà đó không cho đi hát vải rồi vì cái hơi không có. Có một cái duy nhất thôi, còn bao nhiêu bạn đều là tuyệt vời hết. Đúng là ba nói đúng, nhưng mà không sao. Thí dụ như bạn làm nghệ sĩ thì bạn vẫn có thể diễn những vai tính cách giống như bác Hai Diệp Lan thôi. Bác Hai Diệp Lan đâu có hơi đâu, nhưng bác Hai làm những cái nhân vật mà không thể nào ai thế được.
Bạn cũng là vậy đó. Dạ em cũng rất cảm ơn những lời góp ý mà từ nãy đến giờ của ba quý giám khảo ở đây. Đó là những điều mà những cái kinh nghiệm mà em sẽ sau này em sẽ giữ trong lòng và em sẽ mang nó đi tiếp trên con đường nghệ thuật cải lương này. Nhìn vào thì rõ ràng là Phượng Loan nhất trí với cô Lê Thiện 100%. Cái chất giọng, cái chất thì, giọng thì không bằng, nhưng cái kỹ thuật mà trong ca hát để và mà cái, lắp lý chọn cái lớp diễn này, chọn cái lớp diễn này rất là phù hợp. Thanh Hiệp cũng đồng ý với cô Lê Thiện và thì mình còn một cái giải thưởng là hai giải nhì đồng hạng. Có nghĩa là hai em đó sẽ ở giải nhì. Thống nhất đi. Yeah lần nữa đi cho nó chắc. Hai ba làm lại à. Một, hai, ba. Yeah. Kính thưa quý vị, và qua sự hỏi ý của chúng tôi trong ban giám khảo thì đã chọn ra các giải thưởng. Và trước khi công bố giải thưởng này thì ban giám khảo được gửi ba đóa hoa tươi thắm đến ba nghệ sĩ khách mời đã cùng hỗ trợ cho các thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành đáng quý của các nghệ sĩ đã cùng yểm trợ hết mình cho các thí sinh đến với cuộc thi Ai Thành Sáu Câu. Vâng, thông qua ba lớp diễn trong tác phẩm Đời Cô Lụ thì chúng tôi đã đi đến thống nhất, đó là trao hai giải nhì đồng hạng cho hai nữ thí sinh có mặt trong cuộc thi ngày hôm nay, đó là chị Bích Hà và Lan Nhi. Một người thì thể hiện nhân vật bà Hai Hương, một người thì thể hiện nhân vật Kim Anh. Còn giải nhất thuộc về chàng trai duy nhất trong cuộc thi của chúng ta, đó là Công Lập. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện sẽ trao giải. Chúc mừng cho Công Lập đã thể hiện xuất sắc nhân vật Võ Minh Thành trong tác phẩm Đời Cô Lụ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Ai Thành Sáu Câu. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau trên đài truyền hình TTV9 vào thứ Bảy hàng tuần lúc 14 giờ. Xin chào tạm biệt. Sáng giờ đi đâu vậy Lu? Con đi massage. Đã không? Đã. Gái đẹp không? Đẹp. Tiền bo mắt không Lu? Mốc xỉ. Gì rẻ như mày? Thiệt mà, rẻ rề luôn á. Mà mấy em nó nhiệt tình không? Nhiệt tình lắm. Ok, vậy em nào mày dẫn nó đi ha. Thôi. Sao vậy? Thôi, tại đó nó chửi con nữa đó. Chứ sao mày nói nó nhiệt tình? Thì con bo nó có con xỉ nó chửi con nhiệt tình luôn. Mẹ nó, ghét không tới đó nữa. Trời đất ơi, tôi sợ mày quá luôn ơi. Con còn sợ con nữa. Rồi mày đi massage xong rồi mày đi đâu tới giờ mới về? Trời ơi, đáng lẽ con về sớm lắm, thiệt luôn á. Mà đang đi trên đường gặp cửa hàng kia đang có vụ cướp nên đứng lại coi chơi. Ủa ghê vậy? Cướp gì vậy luôn? Hồi đất ơi, nó kề dao vô nó cướp điện thoại của nhỏ kia đó bà. Ủa, táo tợn vậy luôn hả luôn? Mấy đứa này nó lì ghê luôn á. Chà, phải chi có ai quay lại để coi mình rút kinh nghiệm nữa hả luôn ha? Hay không cần, cần đâu. Thiệt, nghe nói cửa hàng nó có gắn camera, giờ trên mạng chắc có clip rồi. Con nghĩ trên mạng chắc có rồi đó. Vậy hả? Ok, bây giờ để ba sợ trên mạng có chưa? Sợ lẹ đi. Muốn mua cái giống như giống màu khác. Nó có màu đỏ, màu đen, màu bạc, màu vàng, màu hồng. Nam như nữ luôn. Nữ. Bạc đen đỏ, hồng vàng. Có màu xanh luôn. Xanh nhưng mà xanh lọc trắng. Được không?